Chào các bạn tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn Kiện tướng quốc gia cờ vua Sau khi nghi ngờ Hikaru Nakamura Gian lận trong một số giải online Cựu vua cờ Kramnik Lại đề cập đến sự bất thường của Quang Liêm Tại giải cờ vua This Tuesday trên nền tảng Chesscom Khi cho rằng Ban tổ chức cần phải kiểm tra các vấn đấu của Quang Liêm Một cách kỹ lưỡng hơn Kỳ thủ số 1 Việt Nam lập tức phản pháo Tôi tôn trọng Kramnik Với tư cách là nhà cựu vô địch cờ vua thế giới Tuy nhiên Tôi nghĩ cách tiếp cận vấn đề của ông ấy thiếu sức thuyết phục. Là một kỳ thủ, tôi tin vào những quy trình của nền tảng Chesscom và ban tổ chức hơn là ý kiến chủ quan của cá nhân. Tuy nhiên thì Kramnik không phục. Thế nhưng ông cũng quên rằng trong trận tranh ngôi vua cờ với Topalov vào năm 2006, chính quản lý của Topalov cũng từng nghi ngờ Kramnik gian lận khi ông này thường xuyên dành quá nhiều thời gian trong nhà vệ sinh Skibidi Toilet ở trận chung kết nhưng không có bằng chứng nào. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tie breaker nhanh giữa Veselin Topalov và Vladimir Kramnik ở trận chung kết tranh ngôi vua cờ 2006 này nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp bằng cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên vào ngộ admin dậy chơi cờ vua nhé. Với lợi thế chơi quân trắng, Topalov mạnh mẽ khởi đầu ván cờ bằng nước tốt D4 Quyết tâm chiếm lợi thế ngay từ khai cuộc. Kramnik nhanh chóng đáp trả một nước tốt D5. Trắng tiếp tục dâng tốt C4 đánh chiếm trung tâm. Đen đẩy tốt C6, triển khai phòng thủ Slavơ một hệ thống khai cuộc vô cùng vững chắc để chống lại. Trắng nhảy mã F3, đưa quân xuất trận kiểm soát trung tâm. Đen phát triển mã cánh vua lên F6. Trắng đẩy tốt E3, mở đường cho tượng F1 xuất trận. Đen triển khai tượng lên F5 đưa tượng thoát lên trên trước khi đẩy tốt E6. Trắng nhảy mã lên C3, đen theo kế hoạch đẩy tốt E6, dựng thành một lá chắn tốt C6, D6 và E6 cực kỳ vững chắc, án ngữ ở trung tâm. Trắng nhảy mã H5, tấn công tượng, đen chạy tượng về G6, trắng lên tượng E2, chuẩn bị nhập thành, đen phát triển mã cánh hậu lên D7, chưa cần phải vội vàng, trắng nhập thành, đưa vô vào vùng an toàn. Chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Đen phi tượng lên d6, chĩa về phía cánh vua. Trắng để tốt g3. Không chịu nổi sự căng thẳng ở trung tâm, đen chủ động ăn tốt sang c4 khai chiến. Trắng ăn tượng lên c4, đen nhảy mã b6 tấn công tượng. Trắng lại chạy tượng về e2 để thủ thế. Không dám để vua ở giữa bàn cờ lâu, đen vội vã nhập thành, an toàn vua cái đã, đá, đánh đấm sau trắng đuổi mã và G6, tiêu diệt quân tượng, hòng giảm bớt áp lực lên trung tâm. Đen ăn tốt lên G6. Sau khi diệt xong quân tượng, trắng mạnh mẽ dâng tốt E4 chiếm lĩnh trung tâm. Đe dọa sẽ tràn sang E5 để tấn công đôi. Cảm nhận thấy sự nguy hiểm, đen liền đẩy tốt E5 phản công vào trung tâm. Chưa dừng lại ở đó, trắng ủng hổ dâng tốt F4, dàn hàng ngang bộ ba tốt D4, E4 và F4 áp đảo tuốt đen ở trung tâm trước sự hung hãn của trắng đen bình tĩnh chống trả ăn tốt sang d4 trắng ăn hậu lên d4 đen lên hậu e7 rình dập nếu mà trắng cứ ủng hục thúc tốt tràn sang e5 để tấn công đôi mã và tượng thì đen sẽ chạy tượng lên c5 tung đòn rằng bắt chết hậu do đó mà trắng đã chủ động chạy vua lên e2 tránh khỏi đường chéo g1 a7 để phòng bị dính phải đòn rằng Đen phi Trượng lên C5, tấn công hậu. Trắng chạy hậu về D3, tránh đòn. Đen qua CD8, tiếp tục tấn công hậu. Trắng chạy hậu về C2, đen di chuyển tượng lên D4. Đe dọa thủ tiêu quân mã để bắt tốt E4. thấy vậy, trắng liền thúc tốt tràn sang E5, tấn công mã luôn. Đen chạy mã lên D5, đứng tấn ở trung tâm để dình dập. Trắng lên CF3, phòng thủ hàng 3, để phòng cầu biến. Ở đây thì đen có thể nhảy mã lên B4 để thừa cơ tấn công hậu. Xong đen đã có kế hoạch khác nên đã ăn mã vào C3 tạo thành điểm yếu trong thế trận của trắng. Trắng ăn tốt lên C3 đuổi tượng. Đen chạy tượng về C5. Trắng lên tượng D2 mở đường cho xe trong góc ra tham chiến. Đen lên xe D7 chuẩn bị trồng xe chiếm lĩnh cột mở D. Trắng qua xe E1 tập trung quân ở phía sau tốt trung tâm Đen theo kế hoạch đưa xe qua D8 Trồng xe tấn công tượng Trắng di chuyển tượng lên D3 Che chắn cho quân tượng ở phía sau Lo ngại trắng thừa cơ đẩy tốt E6 Đột phá cánh vua Đen liền lên hậu E6 Chặn đường xuống của tốt Trắng lùi tượng về C1 Tránh khỏi tầm ngắm của hỏa lực hai xe đen trên cột D Tận dụng xe trắng đang bị rằng Đen liền đẩy tốt E5 Khóa cánh vua lại để hạn chế sức mạnh của hai tượng Trắng di chuyển hậu qua E2, rình dập. Lo ngại việc vô tình di chuyển mã lúc này, có thể sẽ bị trắng lên tượng C4 rằng bắt chết hậu. Đen liền qua vua F8, tránh đứng cùng đường chéo với quân hậu. Trắng qua CD1, bảo vệ thừa cho quân tượng, cho hậu rảnh tay di chuyển đến những vị trí tấn công. Đen lùi hậu về E7, trắng đẩy tốt H4, tìm cách đột phá cánh vua. Đen lên CD5, trắng lại qua hậu C2. Chờ đợi đen sơ hở Tận dụng việc xe trắng đang bị rằng Đen nhảy mã vào C4 cắm chốt Làm điểm tựa cho các cuộc tấn công Trắng lập tức qua xe H1 Tránh khỏi đường rằng để chuẩn bị tiến binh Đen nhảy mã A3 tấn công hậu Trắng chạy hậu sang E2 tránh đòn Đen quạ D7 Trồng cả ba quân nặng trên cột D Để uy hiếp tượng Quyết chọc thủng phòng tuyến D3 của Trắng Cảm nhận thấy sự nguy hiểm Trắng cấp tốc đưa xe qua D1 bảo vệ tượng. Đen đẩy tốt B5, chuẩn bị tiến đánh cánh hậu. Bị cả ba quân nặng của đen uy hiếp tượng D3, khiến cho hậu và hai xe của trắng hầu như phải đứng yên tại chỗ để bảo vệ. Song trắng vẫn quyết tâm giành lại thế chủ động. Sau mồi suy nghĩ, trắng quyết định dâng tốt G4, một cuộc phản công bên cánh vua. Được trắng cho qua, đen liền ăn luôn tốt sang G4, chẳng cấp tốc đưa xe qua G3 bắt tốt. Theo chúng tôi thì ở đây, đen nên, nên lên hậu E6 để bảo vệ tốt G6 và chặn đường tốt trắng tiến xuống. Tại giải này thì theo quan sát của trợ lý Topalov, Kramnik thường xuyên có những biểu hiện đáng ngờ khi liên tục đi vệ sinh và ở lại rất lâu trong buồng vệ sinh. Có chúa mới biết Kramnik làm gì ở trong đó. Tuy ở thời điểm đó chưa có stock thần công như bây giờ, Thế nhưng phần mềm mạnh nhất lúc đó là Deep Blue 2 cũng đã hạ đo ván huyền thoại Gary Kasparov. Tuy nhiên thì nội dung tiebreaker nhanh nên Cam có lẽ cũng không có nhiều thời gian để đi vào KBD Toilet. Chính vì vậy mà đen nhanh chóng lên vua E7 với mục đích là ngăn chặn tốt trắng tiến xuống E6 làm loạn. Chớp cơ hội, trắng thúc tốt tràn sang F5, mở màn chiến dịch tấn công nhằm vào vua đen Đen ăn tốt lên F5 Trắng nhanh chóng phi tượng lên G5 Tung đòn chiếu bắt xe Thấy nguy Đen vội vàng chạy vua về E8 tránh đòn Thừa thế sông lên Trắng tiếp tục Thúc tốt tiến xuống E6 tấn công hậu Đen luống cuống chạy hậu lên D7 Trắng bất ngờ bỏ xe Để ăn tượng vào tốt F5 Âm thầm chuẩn bị một mưu đồ đen tối Tưởng ngon Đen ăn xe xuống D1 Làm thịt con xe Thơm phức không chậm chế trắng phi tượng xuống g6 chiếu đen sách vua chạy sang f8 tránh đòn trắng tiếp tục thúc tốt tiến xuống e7 chiếu ở đây trong trường hợp mà đen tiếc của chạy vua sang g8 thì trắng sẽ ăn tốt vào d8 phong hậu chiếu đen ăn hậu về d8 thì trắng sẽ ăn tượng vào d8 đen ăn xe về d8 thì trắng sẽ ăn hậu lên g4 và giành chiến thắng một cách dễ dàng khi áp đảo về lực lượng trở lại với diễn biến ván cờ cực chẳng đã đen phải ăn hậu với e7 hy sinh hậu để giải cứu cho vua trắng lập tức ăn tượng với e7 mồm kêu mình xin đen ăn tượng với e7 cố gắng cầm cự trong thế trận xe mã chống hậu này liệu rằng Topalov có giành được chiến thắng để chiếm ưu thế trong trận tie break tranh ngôi vua cờ này chúng ta hãy cùng xem tiếp trắng giật tượng về d3 chia cắt cặp xe của đen để làm thịt Đen chạy xe sang A1 tránh đòn. Trắng lắc hậu sang B2 bắt xe. Đen lại chạy xe sang D1. Hợp sức giáp công quân tượng. Không làm ăn được gì. Trắng lại phải đưa hậu quay hai bảo vệ tượng. Một lần nữa thì đen lại sách xe chạy sang A1 cầu hòa. Thế nhưng hòa cái loạt tỏa xoài, ấy. Trắng liền đổi nước ăn hậu lên G4. Đe dọa sẽ ăn xuống G7 chiếu. Bị dồn vào bước đường cùng. Đen liều lĩnh ăn xe về A2 chiếu. Trắng sách vua chạy lên h3 tránh đòn. Đen phi tượng lên f6, giữ thật chắc cứ điểm g7. Trắng phi hậu với e6 tấn công xe, đồng thời siết chặt vòng vây vua đen. Theo bản năng, đen lại chạy xe sang d2 bắt tựa. Trắng phi tượng về g6 làm điểm tựa cho hậu vào chiếu hết ở f7. Thấy nguy, đen vội vàng lùi xe về e7 phòng thủ. Thấy đen thủ điểm g7 quá chắc, trắng chuyển hướng đưa xe qua f3 rình dập. Ở đây trong trường hợp mà đen lùi mã về C4 Đưa quân mã ngoài biên về để hỗ trợ Thì trắng sẽ đẩy tốt H5 Đen nhảy mã D2 tấn công xe Thì trắng sẽ phế luôn xe vào tượng F6 chiếu Đen ăn tốt lên F6 Thì trắng sẽ ăn hậu sang F6 chiếu Đen chạy vua vào G8 Thì trắng sẽ thúc tốt tiến xuống H6 Không thể di chuyển xe D8 Vì sẽ bị hậu E6 chiếu bắt xe Cũng không thể di chuyển xe D7 Vì sẽ bị chiếu hết ở G7 hoặc là mất con xe ở D8. Đen chỉ còn nước lùi mã về C4. Khi đó thì trắng vẫn sẽ tiến tốt xuống H7 chiếu. Đen ăn xe sang H7. Thì trắng sẽ ăn tượng H7 chiếu. Đen ăn vua lên H7. Thì trắng sẽ ăn hậu vào D8. Và giành chiến thắng một cách dễ dàng. Trong thế cờ hậu đấu với mã này. Trở lại với diễn biến bán cờ. Bí nước. Đen đẩy tốt B4. Và thầm mong chờ một phép màu. Thế nhưng thời phong độ đỉnh cao của Topalov quả là ghê gớm không để phí thời gian nào vào những mặt trận khác trắng thúc tốt tràn sang h5 đe dọa sẽ tiến xuống h6 đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ nữa cam nick đành phải giơ tay đầu hàng để tránh khỏi bị ăn hành ngập mồm trường hợp mà đen cố gắng chống cự thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau